Đây là cái sách sách hướng dẫn của nó nè. Độ phân giải là 0,01 ampere nè. Này, điểm quan trọng ở đây nè. Đây, điểm quan trọng này. Dòng là phải lớn hơn 0,2 ampere. Thành ra cái này là bà con mua về nó không có làm chính xác được. Ai mà cần độ chính xác là gần như là làm điện tử là không có xài cái này được. Cái này dùng để đo điện. Đo mà dòng thứ 5B, 10B, 20, nói chung là đo cái dòng lớn thì chứ làm quạt á. Làm quạt là 40W là coi như không có xài được, 60W cũng không có xài được. Tóm lại cái này á, là tôi thấy không có tôi, tại vì tôi có cái IF78 á. Nên là mấy chức năng này không có chức năng nào hấp dẫn tôi không thấy không cần thiết gì với tôi. Toàn nó gì đâu không. Đo điện trở là 60 mega ohm, không tác dụng gì. 1000V, đo volt thì 1000V thì bình thường thì cái nào cũng vậy. Đo tụ là 60 mili henry. Tôi thì có cái một cái máy để đo linh kiện riêng, có 100 ngàn, đo được hết, không có cần cái này. Đo ohm thì cái này cũng chỉ đo 0,1 cũng bình thường thôi, chứ đo nhỏ nhỏ hơn cũng không có ý nghĩa gì hết. Còn đo tần số thì ra cũng ý nghĩa lắm, mua máy hiện sóng thì tôi có lý hơn, gì ra đó thì dễ. Nói chung là cái này là tôi thấy nó cũng ra cà khùng chứ, nó dữ dở ương, nó không ra gì hết trơn. Cái này thực ra có thể nói là như vậy, nó là một cái em ba kìm cơ bản, rồi sau đó kết hợp mấy chức năng tào lao bi đao ra bán ra cho nhiều tiền, không có chức năng nào mà đàng hoàng hết. Nếu mà nói về em ba kìm thôi, chắc tôi đang để ý cái 3266TA chuyên đo dòng. Còn này thì nó có đo dòng mà một chiều nữa, nhưng mà dòng một chiều thấy không có ý nghĩa lắm, không ra cà khùng gì hết trơn, dữ dở ương. Cái này thì nó nhỏ nó cho bàn tay tôi nắm nó luôn, bóp nó luôn nè, thoải mái trong đây, trong bàn tay luôn. Đồ ngoài ra chứ không thấy có gì hay không. Mua cái này là nó thuộc dạng dữ dở ương, không ra gì trơn. Mượn dày chứ khi mượn điện trở mà nó mát là nó đo bằng 7 không, nó không hết 7 nữa, nó là sai. Bây giờ điện trở rất là nóng mà dòng qua rất là nhỏ, nó đo vậy nè, đó 0,71 bằng 7 nè, đó nó cái này là bây giờ giá trị không này chưa là đúng đó. Hay nó đẹp á thì nó vô đây nó đo nó sẽ đẹp. Có 50 mấy độ, 60 độ. Đó là cái thằng này, thằng này nguy hiểm quá. Nói chung nó cũng có cái trường hợp là nó đo có vẻ đúng nhưng mà không ổn định, đo 7 thôi. Ampere AC ha. Ampere đây sẽ đó. Chưa gì hết có rồi. Rồi đo đạn gì nữa.
Này taxi bi rồi nè. Taxi bi là đầy hầm sáng đúng không? Tao mở CP lên. Đó thì CP đèn sáng này. Đó. Giờ taxi bi rồi. Giờ mới xài cái NCV này. Sao cái nào cũng sáng kêu hết, kêu nhanh hết rồi. Rồi nó rất là nhạy, nó nhạy quá mức. Nếu mà đưa như vậy thì nó còn cái từ từ ha. Còn đi đưa ngang vậy là thôi luôn. Nên cái này là ở trên Shopee có một số bạn nào nó nói là khi mà nó gặp sắt nó nhảy vào xạ là do trong nhà còn điện á, chứ nếu mà cúp điện á là nó bớt. Nhưng mà khi mà cúp điện rồi là nó gần như cái này là cái dây nào cũng phát hiện hết, chứ không phải là dây nóng dây nguội gì. Tại đâu phải giờ nào cũng có cái trường hợp mà đẹp như vậy. Nè như vậy thì nó tiết từ từ nè. Mặc dù đã cúp CP rồi mà để ngang nè.